Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can có hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, đồng thời bắt tạm giam 7 đối tượng đưa nhận hối lộ và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 16 đối tượng còn lại. Đây là vụ án có số đối tượng bị khởi tố về tội đưa và nhận hối lộ đông nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện bắt giữ. Đây là các đối tượng có liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư dự án quảng trường biển Sầm Sơn của tập đoàn Sun Group. Trong số 23 đối tượng bị khởi tố, có 8 đối tượng có hành vi nhận hối lộ, 15 đối tượng có hành vi đưa hối lộ. Riêng đối với 5 cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Sầm Sơn là Lê Hải Đăng, Vũ Văn Quang, Lê Thị Oanh, Trần Thị Xuân và Phạm Thị Trang đã lợi dụng vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công trong tiếp nhận, xử lý và tham mưu cho lãnh đạo chi nhánh ký các hồ sơ liên quan đến đất đai đã thỏa thuận, nhận tiền đối với các đối tượng có nhu cầu làm nhanh hoặc xử lý hồ sơ thủ tục đất đai để nhận hối lộ trong thời gian dài và thực hiện nhiều lần. Để làm nhanh hồ sơ thủ tục theo yêu cầu của người đưa hối lộ, 5 đối tượng này đã liên hệ thỏa thuận và chuyển tiền cho Trịnh Thị Hoa, cán bộ thuế khu vực Sầm Sơn, Quảng Xương và Cao Thị Thùy Dung, cán bộ văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa, tổng số tiền giao dịch hơn 600 triệu đồng. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.